Rồi trong đề các bạn thấy là người ta chỉ cho cái chữ áo dài Việt Nam rồi hình cô gái thôi, còn cái nền là người ta không cho. Như vậy thì để tạo được cái nền này, chúng ta sẽ phải suy nghĩ đến việc gì? Đây có cái mẫu tô nè, đó, lặp đi lặp lại nè, các bạn thấy hình ảnh nó lặp đi lặp lại không? Rồi như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ đến một cái mẫu tô. Bình thường như hôm trước chúng ta làm cái bài cà phê đó thì người ta cho cái mẫu sẵn, còn bây giờ cái này nó không có mẫu, vậy chúng ta sẽ tạo ra cái mẫu để chúng ta tô. Vậy tạo như thế nào, tạo cái gì? Ví dụ các bạn thấy là trong cái hình này nó lặp đi lặp lại là cái gì lặp đi lặp lại? Màu biết rồi, nhưng mà nó là ô vuông nào? À, cả trắng cả cái màu màu hồng hồng gạch gạch đó luôn. Tức là cái ô, nếu như mà theo các bạn suy nghĩ thì phần lặp lại là một ô vuông nhỏ này hay là sao? Hai ô, tức là ô này. Nếu nó lặp lại thì xuống đây nó tô cái gì? Chỗ này trắng, gọi là chỗ này là màu xám đi. Rồi trắng xám thì dưới này cũng trắng xám nữa, đâu được. À ngược lại, thành ra là chỗ này phải là gì? Nguyên cả cái ô vuông này luôn. Được chưa? Như vậy thì mình phải lấy cái kích thước của cái ô này để mình tô. Vậy kích thước của cái này bao nhiêu? Mình không biết. Vậy thì đơn giản nhất là chúng ta tận dụng cái mà tạo một cái frame mới từ clipboard của Photoshop, đó là từ vùng nhớ đệm á. Vậy các bạn sẽ chọn cái ô này cho thầy, và ngay ở góc luôn nha, các bạn cho cái khung ảnh này nó ra tí xíu nè, thì mình click chuột ở ngay bên ngoài này, click chuột xuống kéo vô, và nhớ là kéo shift nha. Shift thì nó tạo hình hình vuông, và nó khoảng ngay đây là nó được 4 ô, đúng không? Ctrl C để copy cái khung đó vào clipboard. Ctrl N tạo ra cái clipboard với cái số pixel là 14114, tức là với cùng kích thước, được không? Ok. Và chúng ta không dán ra, chúng ta chỉ lấy cái khung thôi, chứ thực ra chúng ta không dán ra làm gì cả, lấy cái khung thôi. Rồi như vậy khi chúng ta đã có cái khung xong, các bạn Ctrl R để mở cái thước lên và chúng ta kéo vô giữa, chúng ta lấy 1/4 ở phía góc trên và lấy 1/4 ở góc phía dưới, và chúng ta tô màu vô đây. Các bạn lấy màu có thể là lấy màu ở bên này, lấy màu rồi chúng ta tô màu vô. Như vậy là chúng ta đã có được cái mẫu, và các bạn để ở cái file mà các bạn tạo mới này, các bạn chọn edit define pattern, được chưa? Define pattern. Như vậy mình chỉ cần đó đến đó là được rồi. Rồi mình sẽ tạo một cái file mới Ctrl N với cái kích thước mà chúng ta đã có, là theo mẫu của các cái file người ta cho. Bây giờ tạo một layer mới, các bạn cũng tô màu gradient, chọn pattern và chọn cái mẫu mà chúng ta đã định nghĩa, tô ra đây, được chưa? Rồi để ở dưới này mình nó cho nó sát biên luôn á, thì nếu mà các bạn kỹ, các bạn kéo rộng ra, đó, nó vừa sát biên. Rồi bây giờ làm sao cho nó mờ? Các bạn có cảm giác cái mờ mờ này là cái gì?
Cái này nó là giống như chúng ta nhìn qua kính á, nó bị nước, kính nó bị ướt á, nha. Đấy, cho nên là các bạn sẽ sử dụng cái filter. Và filter gallery, gallery là gì? Sưu tập. Và chúng ta chọn cái distance, và nó là glass, là thông qua kính. Ở trong này nó có rất nhiều cái kiểu để các bạn chọn. Bây giờ rất nhiều kiểu để các bạn chọn. À, từ cái ô liền mà chúng ta chọn cái hiệu ứng này là nó thành cái ô rời nhau luôn. Có biên, và các bạn có thể là chọn cái chỗ này để cho nó thay đổi cái hình dạng. Đó. Cái này giống cái kính nè, cái kính cái ô sáng á. Nhà mình gắn cái ô sáng nhớ. Rồi, ok. Rất là nhiều kiểu trong này. Các bạn vô đây để các bạn chọn theo cái nhu cầu của mình. Đây ra. Đó, tạo ra nhiều cái hình ảnh mà chúng ta không ngờ đến. Ví dụ các bạn tạo cái này để tạo một cái hoa văn nền gạch bông như thế này. Nó giống như cái nền gạch hồi xưa đó. Người ta lấp gạch đó. Đó. Rồi, ok. Mình có được cái này này ha. Và mình sẽ sử dụng một cái hiệu ứng tiếp theo để cho nó xoắn. Và các bạn chọn cái này. Screen là gì? À, xoắn. Rồi, như vậy các bạn thấy là nó xoắn. Bạn muốn xoắn nhiều, xoắn ít thì bạn chỉnh nữa. Xoắn qua trái, xoắn qua phải thì chỉnh ở đây. À, mình muốn xoắn như thế nào? Ok. Như vậy là chúng ta đã có được phần nền. Phần cô gái thì các bạn cắt ghép vô chữ, cắt ghép vô. Bây giờ quan trọng là chữ Miss VN. Chỗ này chúng ta sẽ sử dụng Blending Option. Và chúng ta có sử dụng cái biên bên ngoài. Các bạn thấy là dùng cái gì? Ngoài là gì? Out. Mà nếu ngoài mà nó nằm ở một bên á thì nó là Shadow, là bóng đỏ. Cổ này ở ngoài nhưng mà nó vùng bao quanh thì chúng ta không dùng bóng đổ được, mà chúng ta sẽ sử dụng ở đây ta cho màu khác đi cho nó dễ thấy. Rồi, mix VN. Bây giờ trong chỗ này thì các bạn phải dùng đến cái cho cái phong nó lớn lớn, nó dày tí xíu. Blending option. Trong này chúng ta sẽ xài cái gì? Thứ nhất là cái biên. Biên bên ngoài thì chúng ta chọn cái outer cloud. Và màu thì chúng ta chọn màu này. Normal. Rồi các bạn sẽ chọn cái spell. Đó, nó đậm lên size nè. Rồi chất lượng nè. Được chưa? Như vậy các bạn thấy là mình đã có được cái biên rồi đó.
có được cái viền ngoài rồi đó. Rồi cái gì ở bên trong nữa? Bên trong nó là màu trắng. Bây giờ mình quay trở lại cái màu của nó ha. Cái màu ở bên trong mình fill với nó cái màu gì? Tại lúc nãy mình để cái màu kia nó mờ mình không thấy. Bây giờ ở bên trong mình sẽ tô cái màu của nó. Rồi ok. Bây giờ màu vàng ở trong. Vàng. Và màu trắng ở vùng biên này nè. Trắng vùng biên. In. Tờ. Ha. Trắng ở vùng biên. Và ở trong này là màu trắng. Thấy chưa? Thấy hình dạng nó chưa? Đây nè. Xuất hiện màu trắng rồi. Rồi ok. Rồi gì nữa? Ở dưới màu trắng. Thì thực ra đó, chúng ta tô màu gradient. Được chưa? Chúng ta tô màu gradient thì các bạn sẽ thấy bằng cách là chúng ta chọn gradient overlay. Và chúng ta chọn hai màu. Màu đen là màu phía dưới thì chúng ta chọn thành trắng. Màu phía trên thì chúng ta lấy cái màu mà chúng ta chọn lúc nãy á, màu màu vàng. Ok. Rồi các bạn thấy nó hình dạng cái chữ chưa? Đấy, như vậy các bạn thấy là trong một cái hiệu ứng thì chúng ta sử dụng rất là nhiều thứ. Chứ không đơn giản là các bạn chỉ làm một. Rồi với cái cô gái này thì các bạn chọn cẩn thận và các bạn đưa qua. Chọn bằng cách nào? Thầy sẽ chọn bằng công cụ Magic. Còn tí nữa các bạn sẽ chọn, các bạn sẽ tùy biến ha. Nếu mà chỗ nào mà chọn không được ổn lắm thì các bạn nhớ là chọn bằng pen để chúng ta lấy được cái hình đẹp nhất. Thầy bây giờ thầy lấy thầy ghép qua để cho các bạn thấy. Nhạy cảm quá. Rồi cần con C. Rồi. Và để cho nó ẩn xuống dưới thì làm gì? Quá dễ ha. Đúng rồi, chính xác. Mặt nạ. Đó. Yeah. Rồi, như vậy là chúng ta copy chữ áo dài Việt Nam qua, hoặc là các bạn sẽ tự gõ lại. Và thầy nghĩ các bạn nên tự gõ chữ này ra thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi khi mà các bạn gõ ra đó áo dài Việt Nam. Nhớ là Ctrl T và các bạn xoay. Nhấn Shift nha. Nhớ nhấn Shift nha. Nhấn Shift nó xoay nó mới đúng cái góc.
Rồi các bạn chọn cái phông cho nó phù hợp, đổi màu. Rồi chỗ này cũng có biên đó, rồi có bóng đổ nè, thấy bóng đổ không đó. Rồi có biên, biên màu xanh xanh ở giữa màu tím. Rồi sáng tạo thêm tí xíu nha.